Mặt mộc thì đẹp ngang ngửa, nhưng khi đọ bikini với thần tiên tỷ tỷ Thái Lan, Hương Giang Idol chắc phải khóc thét. Được xem là hai ứng viên nặng ký cho ngôi vị hoa hậu. Nhìn ảnh bikini của Hương Giang Idol và thần tiên tỷ tỷ Thái Lan mới biết lý do. Đang có mặt tại Thái Lan để tham gia tranh tài tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Hương Giang Idol là đại diện chủ nhà, Yoshi Rinrada Tuban hiện được đánh giá là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc vương miện. Quả thật, khi chiêm ngưỡng loạt ảnh bikini nóng bỏng của bộ đôi mỹ nhân chuyển giới, khó ai có thể rời mắt. Hương Giang Idol là một trong những người đẹp nổi bật của showbiz Việt nhờ khả năng ca hát và sự thông minh hài hước. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ sinh năm 1991 còn gây ấn tượng với vẻ ngoài gợi cảm không thua kém các đồng nghiệp. Từ thuở mới vào nghề, cô nàng đã thu hút chú ý tới những bức ảnh với hình ảnh áo tắm. Theo đuổi hình tượng trưởng thành, quyến rũ, không khó để bắt gặp hình ảnh Hương Giang diện bikini với thần thái tự tin và cuốn hút. Mặc đồ tắm một mảnh, giọng ca Hà Nội khoe khéo nếp gấp đùi cực nóng bỏng. Vòng một căng đầy hấp dẫn cũng là một ưu điểm hình thể khiến mọi cô gái đều ganh tị của Hương Giang. Trong bộ ảnh áo tắm chợp trước thềm Hoa hậu chuyển giới quốc tế, nữ ca sĩ tự tin khoe vóc dáng nuột nà và đôi chân dài thon thả. Đến với cuộc thi, Hương Giang Idol phải đối đầu với các đối thủ mạnh đến từ 27 quốc gia khác, đặc biệt trong đó là nước chủ nhà Thái Lan. Hoa hậu chuyển giới Thái Lan Yoshi Rinrada được ca ngợi là thần tiên tỷ tỷ và Angela Baby phiên bản Thái, nhờ vẻ ngoài mềm mại thanh tú, đẹp hơn cả những cô gái thật thụ. Tuy luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh dịu dàng ngây thơ, nhưng khi diện bikini, Yoshi vẫn khiến fan mắt tròn mắt dẹt vì vẻ ngoài quá độ sexy. Cận cảnh vòng eo con kiến của cô nàng 9X. Hình ảnh thần tiên tỷ tỷ 21 tuổi trong cuộc thi Hoa hậu chuyển giới tại quê nhà khiến bao người trầm trồ. Yoshi sở hữu vòng một khá đầy đặn trong bộ áo tắm hai mảnh quyến rũ. Người đẹp cũng gây ấn tượng với đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể đẹp không thua kém đàn chị đến từ Việt Nam. Với hình thể lý tưởng, gương mặt như thiên thần và làn da mịn màng không tì vết, mỹ nhân xứ Chùa Vàng là đối thủ khiến Hương Giang phải dè chừng.